Xin chào mấy bạn, thì hiện tại Quang đang khám phá cái nơi gọi là Thích Minh Thị Ẩn Tu. Thì chúng ta có rất là nhiều con đường đi từ ngôi chùa là Linh Sơn và Thủ Thiền đi lên phía trên đó. Tuy nhiên thì mình đang đi một cái tuyến đường là sau lưng tượng Phật nằm, và phía bên kia tay phải của tượng Phật nằm thì mình sẽ khám phá hướng này. Đi trên đó đã rào rồi nha, nhưng mình cố gắng khám phá mình lên phía trên đó. Ok, đi theo mình. Mấy bạn đi từ phía chỗ tượng Phật nằm, chúng ta quẹo phải là lên phía sau của bức tượng ha. Thì đi khoảng chừng, mình nghĩ chừng 100m thôi, đã có tới cái ngã ba. Thế đây, ngã ba bên đây là phía bên tay trái mấy bạn, từ dưới đi lên ha. Thì cái ngã này chúng ta không có đi. Rồi, chúng ta sẽ đi cái hướng quẹo phải, đi thẳng hoài, sẽ lên tới cái cốc của thầy Thích Minh Thủy, là lên trên cái đỉnh của đỉnh núi luôn. Ok ha, đi theo mình. À, quên nữa, cái đường ở đây cực kỳ mát luôn. Đây là xung quanh là tre nè, trúc nè, và những hàng cây nhìn rất là đẹp, giống như chúng ta có thể là khám phá khu rừng này vậy, khám phá cái đỉnh núi Thị Bãi này. Ok ha, đi mà nói thôi. Các bạn thấy không, đi cái hướng này á, đi lên cái chặng đường mình lên am của thầy Thích Minh Thủy khá là thú vị. Đá nó trắng rất là đẹp luôn. Nếu mà này những cái ngày mưa hô dinh ở trên thác nó chảy xuống nhìn đẹp lắm luôn á. Bạn thấy không, xung quanh nè không một bóng người. Đi về mới thú vị nè, đi tiếp, cố lên. Mình người ta nói là đi từ dưới chùa á lên tới trên kia là nửa tiếng đồng hồ đó, không biết có thiệt hay không thôi, mà nửa tiếng đồng hồ là đi hơi bị cực đó nha, không có thường đâu. Mà đùa đi vừa nói chuyện rất là mệt mấy bạn, cho nên những cái hơi thở của mình á, mình vừa thở mình vừa nói mấy bạn cũng thông cảm nha, nó sẽ không được hay lắm. Mấy bạn nghe con chim gì kêu không? Nó đi ở đây thì chúng ta sẽ khám phá được nè, có thấy được con này con kia, chỉ mong đừng thấy con rắn thôi. Có khỉ nữa hả? Khỉ cái đầu người á, biết khỉ là gì không? Là em con đeo lên đây con mệt quá, con thở như con khỉ, cái mặt nhăn như con khỉ á, nắng á, chứ không phải trên đây có khỉ, con hiểu không? Mà hiểu không? Đã leo lên đây rất là mệt, vừa nắng nữa, cái mặt nhăn như con khỉ vậy đó. Rồi tiếp theo đi lên. Mấy bạn ơi quá trời mệt luôn. Đây, hướng này là hướng lên trực tiếp trên kia, thì khoảng còn chừng 90m nữa là chúng ta đã khám phá cũng như là chinh phục được cái am của thầy Thích Minh Thủy. Trên đó rất là đẹp, nghe nói là đứng trên kia nhìn được toàn cảnh Bà Rịa, toàn cảnh của biển Vũng Tàu luôn. Cho nên là mình mong là cái buổi trải nghiệm này sẽ cho mấy bạn thêm những thông tin bổ ích, mà khi đến với núi Thị Bãi chúng ta leo lên đến cái đỉnh để xem toàn cảnh của Bà Địa này. Còn cái hướng mình đi á, thì từ ở dưới chân chùa cho lên tới đây nữa thì mình nói cho kỹ nha, từ ở dưới chân của đỉnh núi lên chùa là 1340 bậc thang. Linh Sơn Bủ Thiền đó, tự nhiên quên ngang. Thì cái chùa Linh Sơn Bủ Thiền này, các bạn đi từ cái chùa đó lên tới trên đây á, là phải mất nửa tiếng đồng hồ. Mình nói cho mấy bạn chuẩn bị cái tâm lý mệt nhưng rất là vui, vì cái hướng mình đi lên phía này nè, cây rợp mát luôn và gió thổi rất là lớn, cho nên mình cảm giác bình yên và nhẹ nhàng lắm. Sau những giờ mà làm việc mệt mỏi, mấy bạn có được một khoảng thời gian để check-in cái núi Vải này cũng là một cái địa điểm check-in khá là thú vị. Ngoài núi Bà Đen, núi Vinh, thì hôm trước mình có đi núi Vinh một lần, thì cái đoạn đường gấp đôi đường này nha, nhưng mà thì khi đi thì không có gì hết, mà khi xuống thì có một bác xe ôm kể cho mình nghe là mình xuống mới đi bằng xe ôm, thì kể về những cái đoạn đường như núi Vinh, núi Thị Bãi thì có rất là nhiều con rắn khổng lồ đấy. Thì mình tin chắc là tại vì mình là ở xứ của An Giang, mình là biết rất là nhiều về những sự tích về rắn khổng lồ, nhưng mà khi lên những cái núi non hiểm trở như thế này thì chắc chắn sẽ có những cái cậu rắn gọi là khổng lồ, gọi là ông chùm á, ông xiếp của những khu rừng á. Thì mong là cái hướng mình đi như thế này nó sẽ không có những con rắn đó, tại vì thường nó trốn ở những cái khe núi, những cái vách đá mà không có ai đi tới. Thì ban đêm á, những cái đoạn đường này không ai đi thì nó mới bò ra, nó nằm giữa đường như thế này. Cho nên nếu mà đi ban ngày thì không có gì, mà đi ban đêm các bạn phải cẩn thận ha. Còn tuy nhiên thì do cái thời buổi bây giờ thì người ta đi lên núi là khá là nhiều rồi, cho nên cái việc mà rắn nó cắn người thì ít,
Ngày xưa thì mình đồn nghe núi là núi Bà Đen á, thì có rất là nhiều gắn cắn người. Tuy nhiên thì khoảng gần đây á, thời gian gần đây thì đã có một số cái hội đã tiêu diệt để cho những con gắn nó không có chạy ra nữa. Ok, thì bây giờ mình tiếp tục đi con đường mà nói chuyện cho nó bớt mệt. Mà khi nói xong mình mệt tiếp, tại vì vừa nói vừa mệt mà nói nó rất là mệt. Thôi bây giờ mình đi tiếp nha. Mấy bạn ơi, tới đây chỉ còn một vài bước nữa thôi chúng ta sẽ chinh phục được cái đỉnh núi Thị Vải này. Thì các bạn thấy con đường không? Giống như một cái hẻm vậy đó. Đi theo bước chân mình để khám phá đỉnh núi Thị Vải là như thế nào. Ok. Tới cái đỉnh của núi Thị Vải, khám phá ra cái mỏm đá này. Vì mỏm đá này các bạn có thể là check in cực kỳ đẹp và bá đạo, cũng như là cực kỳ lung linh luôn. À, nếu mà có thời gian leo khoảng chừng 45 phút thôi, từ dưới chân núi lên tới đây là 45 phút thôi. Đây là một sự trải nghiệm cực kỳ thú vị. Đây là một sự khám phá đối với Quang là trong khoảng thời gian gần nhất, cực kỳ thú vị luôn. Hiện tại thì gió rất là lớn cho nên Quang nói chuyện hơi lớn một tí xíu. Mong là cái buổi chia sẻ này mấy bạn sẽ có thêm một địa điểm check in cực kỳ bá đạo ha. Còn đây là mấy một số bạn đến đây đi chụp hình luôn giống như mình. Mình cũng mới vừa chụp hình xong. Rồi bây giờ mình sẽ đi khám phá cái am của thầy Thích Minh Thủy ở trên đây. Mong là cái buổi chia sẻ này mấy bạn sẽ có thêm một địa điểm chụp hình cực kỳ siêu đẳng cấp. Ok. Mấy bạn ơi, hiện tại Quang đang có mặt tại am của thầy Thích Minh Thủy. Thì mấy bạn thắc mắc là thầy Thích Minh Thủy là ai đúng không? Mà nãy thì Quang cứ nhắc đi nhắc lại mà từ ở cái chùa Phủ Thiền Quang lên tới đây và Quang phải đi ít nhất là 2 cái đồng hồ khi đi khám phá giữa cái mỏm đá nè, khám phá một số cái nơi mà đẹp đẹp cái chất kinh nè. Thì đây cũng là một địa điểm mà Quang cảm giác là nếu bạn đi lên núi Thị Vải thì phải ghé nơi am thấp của thầy Thích Minh Thủy. Đây, đây là thầy Thích Minh Thủy. Giang hồ dắt kiếm từ đây, quay đầu bờ sát về tây nắng hồng, đời vinh nhục kiếp long đông, còn chi vướng bận an lòng thảnh thơi. Tức là một cái câu văn của thầy Thích Minh Thủy. Thì trước đây thì mấy bạn có coi bên Đan Mạch đó, cho nên nói hơi bị nước á, mấy bạn coi Phật Pháp Nhiệm Màu đó, cái kỳ 1 thì thầy Thích Minh Thủy này có nói thì thầy từng là những người giang hồ, thì thầy đã bỏ hết tất cả để lên trên núi Thị Vải ẩn tu. Sau được mấy năm thì thầy đã đắc đạo cũng như đã trở thành một người thầy rất là chuẩn mực và đi thuyết pháp rất là nhiều nơi. Thì hôm nay mình cố tình đến đây để mình gặp thầy để trò chuyện cùng thầy về một số cái vấn đề về núi Thị Vải có gì hay, hay là về những cái thầy giới thiệu về mình. Nhưng mà thật sự đến đây thì thầy đã đi rồi, thầy đã đi công việc của thầy cho nên không được gặp thầy. Hiện tại là 4 giờ chiều thì Quang sẽ ở đây chơi khoảng từ 4 giờ rưỡi và sẽ đi xuống núi. Thì đi xuống núi có nghĩa khoảng 45 phút là khoảng 5 giờ rưỡi đi. Thì bắt đầu di chuyển từ núi Thị Vải, từ Bà Rịa này về Sài Gòn. Mình sẽ quay sơ lược cho mấy bạn xem về trong tháp của thầy có những gì ha. Thầy bước chân quen. Đây là một cái am nhỏ được cắt bằng những cái cây và cột bằng ton nè. Rồi bằng những cái cột kèo cũng bằng sắt thôi. Gọi là nhà giải chiến á. Thì đây là một cái nơi chính điện để thầy thờ Tam Bảo. Thì mấy bạn có xem tổng thể ha. Còn đây là cái nơi thì mình nghĩ là cái nơi để thầy ngủ. Nó nằm sâu trong vách núi. Đây nè, mấy bạn thấy không? Thì mình không có tiện mở ra. Đây là cái chốt nè, thầy không có khóa đây luôn. Đó. Cái này thì mình nghĩ thầy chắc cũng ngồi ở trên đây thầy giảng nè. Mình đi vô phía trên đây là như là cái buồng. Không biết là cái gì trong đây nha. Nam Mô Di Đà Phật. À, đây là cái nơi mà thầy nhân cái võng ngủ thôi. Mình nghe nói là cái khúc trên đây á là cái hướng gió rất là lớn. À, mấy bạn thấy không? Đây là phía dưới đây là nhà bếp, cái khu dân bếp. Đây, mình đi qua đây cho mấy bạn xem cho nó kỹ nha.
đi từ trên chính điện của thầy đi xuống thì các bạn nên bỏ dép. Thầy đấy, mình xuống đây. Đây là cái nơi để thầy ngồi uống trà nè, có bánh kẹo, những Phật tử đến đây cúng. Tại vì trên núi này rất là cao, cho nên các bạn có thể là không thể nào, thật sự không có thể nào mấy bạn mà đi chợ là bình thường được như cái khúc đồng bằng mình được. Tuy nhiên vì những người lên đây thì họ đem theo bánh, trái, đường, gạo cho thầy. Đây, đây là cái gian bếp ha. Rồi, rồi mình qua đây mình cho các bạn xem phía bên đây. Đây nè, nếu ai đến đây là có thể là ngồi đi ăn. Có là đậu phộng nè, đồ chay, tiếp theo là bánh tây, kẹo, muối, bánh kẹo, rồi trà. Thì trà này có đường, chưa có nấu lên thì chắc mình nghĩ nó muốn nấu thì xuống dưới bếp nấu. Như là thầy đã đi nhiều quá, mấy bình này bình chứa nước nè, những cái tháng mưa thì họ chứa nước ở đây. Rồi nhìn toàn cảnh phía dưới đẹp lắm. Đây là một cái cây thầy hay ngồi đây nè. Đây một cái cây, một cái tảng đá rất là lớn, thầy hay ngồi đây. Không gọi là phong cảnh hữu tình đó. Còn bây giờ từ cái chính điện của thầy, từ cái am nhỏ, am thất của thầy, mấy bạn muốn đi xuống lại cái bủ thiền á thì phải quay ngược trở lại. Thì nếu mấy bạn có cái sức khỏe tốt hãy đến đây, tại vì mình nghĩ là rất là cao và rất là mệt, cái đoạn đường đi rất là dài. Còn những cái Phật tử nào mà có cái muốn đi thật sự thì bao nhiêu xa, bao nhiêu lâu hoặc bao nhiêu cao thì họ cũng chinh phục được thôi. Rồi mấy bạn ơi, mấy nãy mình có nói bên đây có một tảng đá rất là đẹp đó, thì đây có một cái cây ha. Đấy, còn xuống đây là những cái vách đá rất là treo leo đó. Mấy bạn nhìn phía bên kia ha, là thầy hay ngồi ở đây để thầy buổi sáng thầy ngồi ngắm cảnh toàn thể ở đây rất là đẹp. Nhìn bên kia thấy biển kìa, mấy bạn thấy không, xa xa kia là biển, đây là những ngọn núi của Bà Rịa. Chào mấy bạn, thì hiện tại qua đang ở am của thầy Thích Minh Thủy. Sau khi Quang cố gắng khám phá check in từ ở dưới chân núi lên tới trên đây khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thì hôm nay Quang có một buổi trải nghiệm cực kỳ thú vị, lý thú. Tuy không được gặp thầy để trò chuyện cùng thầy, nhưng cũng là một cái nơi mà Quang cảm giác là Quang sẽ đến đây một lần nữa. Mong là mấy bạn nhín một tí thời gian, có lên núi Thiên Bãi thì đến cái am của thầy, có một mỏm đá như thế này ngồi rất là đẹp. Cũng như là những ai mà thích mạo hiểm, có một tinh thần quả cảm một tí xíu, đến đây ngồi thì mình bảo đảm luôn rất là thú vị. Mong là mấy bạn ủng hộ mình, đăng ký kênh cũng như là cho mình thêm một cái chuông nhỏ nhỏ nữa để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn nhé. Bạn bè của mình xem với nhé.